Vâng, xin chào bạn, chúng ta đến tục tiếp tục phần 2. Phần 2 của clip tham quan vườn thú anh Khoa Nú Ụt vào năm 2021 này. Phần 2 chúng ta sẽ đến với các bé sóc Mỹ và sóc Nam Mỹ nha. Chắc các bạn cũng đã biết thì là sóc Bắc Mỹ nó đã có ở Việt Nam tầm mấy năm trước rồi. Thì mình sẽ cho anh xem sóc Mỹ mà mình đã nuôi khoảng 3 tới 4 năm. Đây là bốn bé. Đây. Bốn bé sóc Bắc Mỹ nha. Một đực và ba cái. Anh nuôi từ rất lâu rồi. Đây. Dòng này thì bên shop thì cho ăn chủ yếu là cỏ nén thôi. Cỏ nén nâu, cỏ nén red, cỏ nén smart head. Tất cả các dòng cỏ nén là ok. Nhiều bạn trên hội thì thấy chỉ sẽ cho ăn lại tốt hơn như Osbow hoặc là những cái hiệu gì đó rất là xịn sò, một hiệu gì đó nhưng mà mình quên mất tiêu gì, nó rất là mắc, một bịch có nó mấy trăm ngàn được, trong khi red hay là mất hết chỉ dao động tầm trăm mấy tới hai trăm mấy thôi. Đây. Cái này là mình đang rảnh quay clip cho bạn xem các bé nó thích ăn như thế nào nha. Đây. Lâu rồi mình không có chơi với mấy bé mình không biết là tụi nó sẽ nhớ mình hay không. Hôm nay có một bé bu là mình nuôi lâu nhất, nhưng mà bây giờ đang trong giai đoạn mà rất là độc dục, rất là sung. Có lần mình bế nó, cái mùa này các bạn cẩn thận nha, cây sóc Mỹ tại nó đang là độc dục nên nó sẽ rất là sung, hầu như là nó sẽ cắn bất kể là chủ hay là quen hay lạ thôi. Bắt tay con đấy, khi mình giang thì chúng nó rất là thân thiện nha, nhưng có thể cắn ẩu bất cứ lúc nào. Tất nhiên là đầu năm thì không muốn đổ máu rồi, anh chắc cũng chưa dám bế bé nào ra đâu. Ăn này mấy đứa. Đấy, đó là mình đút. Đây, chưa gì nó đã dành ăn tới mức muộn đánh nhau rồi. Bây giờ mình thể để nguyên chén đoạn vô coi các bé làm gì nè. Đấy. Các bạn thấy đó, mình nuôi bằng cái lồng này thì khá là kiên cố thì mới đủ sức chịu nổi cái độ mà cạp cạp buồn buồn. Cái lồng kế bên nè, lúc trước cũng đã nuôi sóc Mỹ, tất nhiên là nó cạp banh hết sơn rồi, phải chuyển qua lồng inox luôn. Đây. Lồng con phá gì luôn, lồng đây. Lâu lâu mấy con này cũng hài lắm, mình quay clip mình thấy hai nó sàn sàn bu con, thấy không, rất là nguy hiểm trong cái mùa này nha các bạn. Đã từng bị cắn trong cái mùa này nên rất là hạn chế. Có bu, có bi, có cục, rồi có một bé nữa là gì ta, mi bi bu. Đây. Mình có thể chơi với các bé từ từ, rất là dễ thương nha, mà cũng phải cẩn thận. Sóc Mỹ là dòng mà là cá tính của nó thay đổi rất là nhanh mà mình không thể đoán được. Đây. À. Cái bé mùa này nó trời lạnh nè, nhưng cũng chỉ ấm tắm nên cái lông của tụi nó hơi bớt. Có chỗ đã muốn thay lông. Chỗ trên này là thay lông nè. Đây. Rất là mập. Và tất nhiên là có sóc Bắc Mỹ thì nhiều bạn sẽ hỏi là có sóc Nam Mỹ không? Cái gì là có chứ. Anh Nú Ụt thì luôn luôn sưu tầm. Dạ đi Elsa. Cái ghế để ta ngồi quay chứ không phải là để ngồi chứ nằm nữa chứ. Và đây là một bé sóc Nam Mỹ mà đã nhập hồi từ đầu năm. Mà đến bây giờ thì cũng đã gần được một tuổi nha các bạn. Đấy, sóc Nam Mỹ thì nó sẽ nhỏ hơn sóc Bắc Mỹ. Về đồ ăn hay chế độ nuôi thì cũng hao giống nhau. Đấy, nó một tuổi rồi nhưng mà vẫn vậy, vẫn nhỏ bé như vậy nhé, nó không có lớn con như sóc Mỹ. Ăn này con. Về bộ lông thì hao hao giống. Đấy. Cách ăn, cách ngồi ăn, kiểu ăn, nói chuyện, đứng đây nào thì vẫn vậy. À không, nó không biết nói chuyện đâu nhé. Mình đang nhập. Rất là dễ thương nha các bạn, mà nó hơi khó gần lúc đầu. Các bạn có thể thấy là lúc đầu cách đây mấy tháng mình có một cái clip về sóc Mỹ á,
cũng vuốt ve mà khó chơi hơn. Bây giờ thì bé nó đã quen, nuôi cũng được cả năm rồi. Mình chơi bé là Teppy mà không biết cái bé nó có biết tên nó không nè. Cái mặt nó cứ chơi ra đó. Đó, lúc thì ăn chứ nó một mình nó đỡ láo hơn bầy bên kia. Bầy bên kia nó ở nguyên đám nên nó láo dữ lắm, bắt ra hơi chơi hơi khó. Các bạn nhớ chú ý răng của sóc Bắc Mỹ và sóc Nam Mỹ đều rất là bự và bén nha. Thế là phải cẩn thận lúc chơi. Tất nhiên là chúng ta sẽ sờ vuốt ve nhẹ nhàng. Các bạn nào mà thân thuộc dữ lắm thì hãy chơi. Hãy bế. Đây. Cái mặt của nó cũng khá là giống chú Bậu như là biết gì. Này con. Đừng có ham ăn quá như vậy. Nó ngồi nó ăn, đó là một cái điểm đặc trưng mà là nhiều bạn rất là thích. Sóc Mỹ và sóc Nam Mỹ. Đây. Đặc biệt là sóc Nam Mỹ sẽ lười leo hơn là sóc Bắc Mỹ nha các bạn. Đây. Đây lười rồi. Cùng với mình có treo có nhà ngủ trên này nhưng chẳng bao giờ thấy nó leo lên đó nào, chỉ có vô cái nhà ngủ ấm ấm này thôi. Đây mình đặt chén vô và bé nó sẽ tự biết ăn thôi. Trong nuôi sóc Mỹ hay sóc Nam Mỹ thì rất là đơn giản, chỉ cần trang cỏ nén, lâu lâu bỏ thêm cỏ khô hoặc là cỏ gì mà các bạn cắt ven đường cho bé ăn cũng được. Đây. Đừng muốn chơi với bạn hả con? Nhìn thấy rất là dễ thương hả các bạn? Mặt nó cứ ngố ngố làm sao? Nó đỡ láo hơn tụi sóc Bắc Mỹ. Hay là do nó còn nhỏ ta? Để con nào càng lớn càng láo. Rất là dễ thương. Chúng ta sẽ đến một bé nữa, cái dòng mà là sóc Mỹ rồi sóc Nam Mỹ ăn cỏ nén thì tất nhiên là chúng ta sẽ qua tới bé thỏ cũng ăn cỏ nén nha các bạn. Đây bé thỏ sư tử. Cái này thì nuôi cũng lâu lắm rồi. Trước thì các bạn nhớ cũng có bán thỏ nha các bạn, mà chắc là do không có duyên bán ế hoài. Thấy biết mà còn bé ế bé này luôn đó. Con cái đi chơi con. Đây là một bé dòng Langhead. Khi bắt thỏ các bạn có thể nắm tay, nắm gáy. Đặc biệt thỏ nó biết chuồng của nó, chuồng mình có bắt ra nó cũng sẽ nhảy vô. Lâu thì vẫn tỉa lông thỏ cho bé. Đây. Cái mặt của nó này. Ăn không con? Đây anh đi học ăn đi kìa, tôi nhiều chuyện nữa. Lúc trước thì bé cũng chịu ăn cám thỏ đồ này nọ, bây giờ kén rồi. Tôi cũng tầm 2 tuổi rồi, và cái chỉ dòi ăn cỏ nén mới chịu ăn thôi. Được chưa, ăn đi ha. Bữa cắt tỉa lông cho bé đó. Đây là cái khu vực mà là ăn cỏ nén. Trong sân thì cũng có nuôi khá là nhiều chim. Đây là chim miếng phụng nè. Nhưng mà cửa có bay mất không nữa. Ta nhìn từ ngoài vô đi. Thật cái nuôi cũng thích sưu tầm cho đủ màu lông. Khá là bị hút hồn bởi mấy cái màu lông rất là sặc sỡ này nha các bạn. Đấy. Kế bên một bé vẹt lớp bớt. Sau đó là một bé sáo nâu. Chim sáo sang sông, chim sáo tổ lòng là nó đó. Biết chừng nào mới hót nữa. Tôi sẽ qua tới bên này. Đây là một bé ngũ sắc hay là một bé gì đó quên mất tiêu rồi. Tại vì
có hai loại chim nó giống nhau. Thích vì cái bộ lông màu mè của nó, và nghe đồn nó hát cũng hay lắm, hót mà hình như đưa thời gian chưa thấy nó hót luôn. Còn đây là một bé vẹt cũng nuôi đã lâu, đang rụng lông đuôi luôn rồi. Ây da, đây cái vẹt này rất là phá nha các bạn. Một chú sóc bông Thái cũng đã rất là lâu, chắc cũng 2-3 tuổi rồi đó, rụng lông đuôi dữ vậy con. Còn đây là một cái lồng rất là hoành tráng để dành nuôi sóc bay út nha các bạn. Hai bé, một cặp trực cái cũng đã sinh được vài baby cho nó bù bán, kiếm tiền mua đăng cho mấy đứa ra chơi nè con. Ra chơi. Ban ngày sóc bay út nó rất là lười nha các bạn, thì thấy các bạn muốn chơi cứ bắt ra, chứ các bạn mà chờ cho nó đi chơi thì cái chuyện đó là vô vọng. Đây chúng ta cứ tắm túm xong kéo ra. Đây, đó là một bé cái bị lỗi đuôi nha, mà nó đẻ khá là tốt. Còn đây là một bé đực mập bự luôn. Dạ con, dạ hay vậy. Đây chúng ta sẽ lấy cá sợi cho bé ăn nhé. Đây. Sóc bay út rất là thích ăn cá sợi nha các bạn. Lúc trước sản đồ cũng có mấy bé sóc bay út là vít vít như là trắng nè, ô rết nè, mà do dọn nhà rồi do nuôi lâu thời tiết này nọ cũng bị chết bớt. Bây giờ thì chỉ có một cặp này thôi, và để nuôi cho một cái lồng khá là hoành tráng để cho đẹp. Ok, chúng ta sẽ hẹn gặp các bạn trong phần 3 cho xem về các chú gắn bò sát tại UU Pet Shop nha các bạn. Các bạn nhớ đăng ký theo dõi kênh YouTube của UU Pet Show nha các bạn. Ok, xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong tiếp sau. Bye bye.